yêu phải trải qua 4 giai đoạn: hợp, yêu, hiểu, cần. Thường thì đến giai đoạn thứ 3 thì chia tay, vì không hiểu nhau, vì không chấp nhận, thông cảm và bỏ qua cho nhau. Và ai cũng đặt cái tôi lên trên thì làm sao có thể bên nhau được nữa. Đến lúc cần thì đã quá muộn. Ai cũng đã nghĩ mình là lựa chọn sai người, cứ yêu rồi chia tay, rồi lại tìm kiếm người khác và cứ là xa nhau. Đừng lấy nhau chỉ vì yêu nhau. Tình yêu thật ngậm ngùi, chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ nên lấy nhau vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu, cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, cùng nền tảng giáo dục, cảm thấy có thể chia sẻ chuyện trò thâu đêm không chán. Đừng yêu vẻ bề ngoài, sự giàu có, vẻ trẻ trung. Hãy hãnh diện vì lấy được người, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương và biết khiêm nhường. Cũng đừng lấy nhau chỉ vì cô đơn, gật đầu chỉ vì sức ép mọi người. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết chẳng hề yêu. Hợp, yêu, hiểu, cần. Đừng thay đổi thứ tự của chúng.